Bật lửa Zippo 49096 Anesertox chuẩn Mỹ. Zippo 49096 Zippo Anesertox Dragon Warrior là mẫu bật lửa được thiết kế trên chất liệu vỏ đồng thao mạ chôm xước bụi. Khoác lên mình là họa tiết chiến binh rồng hùng dũng, mạnh mẽ sẵn sàng chiến đấu. Phiên bản dành người chơi cá tính mạnh, muốn thể hiện cái tôi cá nhân trước mọi đám đông. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Họa tiết độc lạ có 102. Hình tượng chiến binh rồng là thiết kế khá độc lạ trong những chiếc cùng dòng classic, nổi bật với gam màu đen đỏ đại diện cho sự quyền lực tối cao. Thiết kế chiến binh rồng này của Anesertox mô tả hình ảnh một nữ chiến binh với con rồng trắng băng giá đâu trên vai, như thách thức, như nghênh chiến, hùng dũng và mạnh mẽ không hề sợ hãi trước bất cứ thế lực nào trước mặt. Hình in sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện cho nước màu chuẩn, không phai, không bong chóc theo thời gian sử dụng. Các cạnh bên được mạ chôm ánh bạc bóng bẩy rất đẹp mắt, mang đến sự sang trọng, đẳng cấp cho chủ nhân. Đánh lửa tuyệt hảo trong môi trường khắc nghiệt. 49096 sở hữu một hệ thống đánh lửa nhanh, mạnh, chính xác, ruột thép không gì, được mạ chôm bóng thời thượng, chịu nhiệt cực tốt, tuổi đời lên đến hàng chục năm nếu được sử dụng và bảo quản đúng cách. Thiết kế ruột tương thích và khít với vỏ, hạn chế tình trạng bay xăng tự nhiên, không lo tràn xăng, gỉ xăng. Buồng đốt em này đời số mới nâng cấp lên đến 16 lỗ thông gió, 8 lỗ mỗi bên, cung cấp oxy, giúp ngọn lửa luôn ổn định ngay cả trong môi trường gió lớn lên đến 40 km/h. Bánh xe được khắc xéo đặc trưng của Zippo, tăng độ ma sát với đá lửa. Đá được làm bằng chì, bền và nhạy bén đánh lửa chỉ với nửa vòng bánh. Đặc biệt, đá lửa Zippo để lại rất ít bụi than sau khi dùng. Em này sở hữu tổ hợp âm thanh rất bắt tai, từng tiếng vang lên trong và ngân vang chuẩn dòng phổ thông Zippo Classic, lực đẩy búa cam nhanh, mạnh tác động dứt khoát vào lá thép chữ U bên trong vỏ, tạo nên những âm thanh thu hút mọi ánh nhìn. Zippo, dấu ấn cá nhân. Với mặt sau trơn không họa tiết, anh em có thể lựa chọn khắc tên, logo, họa tiết ý nghĩa theo yêu cầu. Đây là cách mà người chơi Zip đánh dấu chủ quyền, khẳng định cái tôi của chính mình, một phiên bản giới hạn do chính bạn tạo ra. Ngoài ra, anh em có thể khắc hình ảnh của người thân, bạn bè và dành tặng cho họ. 49096 sẽ mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống, tài vận cho chủ sở hữu. Mục đáy lõm đời số được phủ chôm, mang đến tổng thể đồng nhất, thông số được khắc rõ nét, bền bỉ. Năm sản xuất ngẫu nhiên trong quá trình giao hàng, quý khách lưu ý, tháng sản xuất được ký hiệu theo bảng chữ cái A, L tương ứng tháng 1 đến tháng 12. Hộp giấy đen cao cấp dạng quà tặng, thân thiện môi trường, bên trong có bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. 49.096 được bảo hành trọn đời theo chính sách của hãng. Ambe cam kết bán Zippo chuẩn Mỹ 100%, nói không hàng lỗi, hàng không chính thống. Một chiếc Zippo ngoại hình ấn tượng, với khả năng đi gió mạnh mà giá cả vô cùng dễ chịu, phải nói là quá rẻ. Anh em có thể đặt hàng ngay qua website Ambe hoặc liên hệ nếu có vấn đề thắc mắc nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.